Giáo hội Đông Âu đương đầu với làn sóng COVID-19 mới. Đông Âu, khi các chính phủ trên khắp châu Âu áp đặt các biện pháp hạn chế để chống lại sự gia tăng đột biến của virus corona trong mùa đông, các nhà lãnh đạo giáo hội đang kêu gọi công dân ở các quốc gia Đông Âu hợp tác với các chiến dịch y tế. Tỷ lệ tử vong tăng 10%, chủ yếu từ biến thể Delta, đã được báo cáo trên khắp châu Âu trong tuần đầu tiên của tháng 11. Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo châu lục này có thể có nửa triệu người chết trong những tháng tới. Nhiều tổ chức đòi hỏi phải có chứng chỉ 3G như xác nhận đã tiêm vaccine, bị nhiễm COVID và đã lành hay xét nghiệm âm tính để vào một số nơi. Tại Bungary, nơi chưa đến 1/4 dân số được tiêm vaccine, các bệnh viện được báo cáo là đầy bệnh nhân COVID-19. Tại nước láng giềng Rumani, nơi có tỷ lệ tử vong do COVID-19 tính trên đầu người là cao nhất thế giới, trong thông cáo hôm 30 tháng 10, Tổng giáo phận Bucharest của chính thống giáo cho biết đã chấp nhận yêu cầu của Bộ Y tế Rumani và mở các nhà nguyện làm nhà quan thi hài tạm thời. Trong khi đó, trong thư đề ngày 29 tháng 10, các giám mục công giáo đông phương của Rumani kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện, tiêm phòng và tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các biện pháp cần thiết. Tại Áo, hôm 15 tháng 11, lệnh phong tỏa đã được áp dụng đối với tất cả những người trên 12 tuổi không tiêm vaccine. Hôm 13 tháng 11, Hội đồng Giám mục Áo đã thắt chặt các quy tắc của mình, bắt buộc phải đeo khẩu trang cùng với các biện pháp mới về khử trùng, thông gió và giữ khoảng cách. Dù sắc lệnh mới về các biện pháp bảo vệ COVID-19 của chính phủ Áo miễn trừ các cuộc tụ họp thực hành tôn giáo, nhưng bất kỳ ai tiến hành các cử hành phải có chứng chỉ 3G, trong khi các quy tắc về ca hát, xưng tội và rước lễ đã được thắt chặt theo hướng dẫn chi tiết của giáo hội. Ở nước láng giềng Slovakia, trong thư gửi ngày 14 tháng 11, các giám mục kêu gọi công dân tiêm vaccine như một biểu hiện cụ thể và trưởng thành của đức tin vào Chúa. Các ngài viết, cộng đồng Kitô giáo chúng ta nên có quan điểm đúng đắn vào thời điểm quan trọng này. Như Đức Thánh Cha đã nói, tiêm vaccine là biểu hiện của tình thương yêu tha nhân. Chúng tôi kêu gọi các linh mục quảng bá sứ điệp đúng đắn và khuyến khích tiêm chủng, đồng thời tuân thủ các quy tắc vệ sinh. Đây cũng là biểu hiện thực sự của chúng ta về thái độ sống có ý thức và kiên định. Tại Ukraine, nơi chưa đến 1/5 trong tổng dân số 43,3 triệu người được tiêm chủng đầy đủ, Giáo hội Công giáo đã mở nhà thờ chính tòa phục sinh ở Kiev làm trung tâm tiêm chủng vào ngày 7 tháng 11 và cung cấp chỗ tại các nhà thờ ở 5 thành phố khác làm nơi điều trị. Về phía nam của Croatia, giám mục nghi lễ Byzantine Milan Stipic của Kijevci đã cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng tăng giữa các thành viên giáo hội về việc tiêm vaccine. Ngài kêu gọi người Công giáo đối diện với đại dịch bằng cách quay trở lại các giá trị sống của Kitô giáo và một lối suy nghĩ thực sự được phúc âm hóa.